Bây giờ ta sang phần tiếp theo là ta ánh xạ thư mục nhé. Là ánh xạ thư mục. Thư mục. Code GSP. Với Spring Boot. Như vậy để ánh xạ được cái thư mục này ấy, thì các bạn làm như sau. Các bạn chú ý là tạo một cái nó cung cấp với cái này nhá. Tức là nó cung cấp với cái Java này. Được chưa nhỉ? Cung cấp với cái Java. Như vậy bạn phải bấm vào đây. New. Cho thầy một cái folder resource, ví dụ thế. Bạn có thể ghi là gì? Web app. Đây, bấm vào đây này. Thử xem có được không nhé. New folder resource này, web app. Được chưa nhỉ? Update những cái exclusion filter thuộc folder nếu như mà cần thiết nhỉ. Được chưa nhỉ? Như vậy ta tạo được một cái là web app nó cùng với, có vẻ không hợp lắm nhỉ. Thầy xóa này đi nhá. Tạo lại đi. Đây, click vào đây này. Tạo new này. Resource folder này. Chúng ta ghi là SRC nhỉ. Web app. Đúng chưa nhỉ? Update exclusion finish. Như vậy ta có gì? SRC gì? Web app rồi nhá. Đúng chưa nhỉ? Trong cái thư mục SRC web app, bạn tạo thêm một thư mục mới. New. Được chưa nhỉ? Một cái thư mục new này. Azure. Tìm cho thầy một cái folder ở đây. Cái folder này bạn đặt tên cho nó là gì? Bạn nhìn thấy tên thư mục là gì đấy? Web INF nhá. Web INF. INF, ok. Finish. Trong web INF bạn chứa cái gì? Bỏ này ra nhá. Trang thư mục gì? GSP. Đấy nhỉ? New folder là gì? GSP. Được chưa nhỉ? Đồng thời trong thư mục riêng ta lại chứa một cái thư mục tên là gì đây? Copy. Được chưa nhỉ? Đấy. Ok. Thế mới mapping được. Để cho nó mapping đúng như nhỉ? Cái này mapping vào cái này. Được chưa? Bạn không cấu hình này nó không chạy đâu nhé, phải cấu hình đúng như này. Đó là phần thứ hai, ta mapping cái ánh xạ thư mục nhỉ.